Vâng, em Hiro xin mến chào toàn thể bác nhá. Thì như hôm qua trên kênh em đã thông báo thì hôm nay bên Hiếu Minh bắt đầu chương trình đó là sẽ quay những cái sản phẩm hàng thâu của khách hàng cũng như là nâng cấp đổi các trong thời gian qua. Nếu thì tính ra ở ngoài Bắc em ý là mấy tuần nay em không quay hàng thanh lý, phải đến 2 tuần nay rồi. Hơn 2 tuần là không quay hàng thanh lý rồi. Thì số lượng hàng thanh lý rất là nhiều các bạn, rất nhiều luôn. Nhưng vì số lượng nhiều như vậy nên là em phải quay thành mấy clip liền. Thì hôm nay em sẽ không quay loa, đây tiện có một cặp loa để sẵn đây thì em sẽ quay một cặp thôi thâu của khách hàng này. Còn lại là tay hôm nay toàn thiết bị nhỏ của máy đẩy công suất. Đợt này bên em về cũng rất nhiều đẩy nhưng mà có một số cái mẫu mà cái hàng gọi là hàng lướt cho anh em chơi ấy, như cái dòng của DB này hay một số hãng ấy, một hàng lướt người ta dùng gọi là hàng lướt lướt, các bác mua cũng rất hợp lý cho anh em chơi trong clip nhân dịp mùa hè này. Và biết thì thời điểm này thì bên em trên Google ấy thì người ta cũng gửi cho em cái nút bạc ấy, thì mấy người em nhận nút bạc cũng chung vui cùng em nhé. Thì báo cáo bác thì trong clip này thì em sẽ xả hàng tất cả những sản phẩm hàng thanh lý của khách hàng, và trong đó thì có một số cái model nha. Hôm qua em thông báo ở cái model của đẩy Eric ấy là em về lẻ được 2 con 1000W. Con này 1000W này, mã là HA2002. Anh em trên trường hay nói Mỹ nhiều là con đẩy của Đức ấy, đây là dòng thương hiệu công nghệ của Đức các nhá. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ quay nhanh nhau nhá. Các bác vì thời lượng công việc đợt này hàng về nhiều. Gần như một ngày em phải ra mới thì kênh em ra một ngày 3-4 clip liền, mà hàng toàn hàng mới về thôi. Số lượng rất là nhiều, vừa phải ra vừa phải quảng bá với bạn anh em những lô hàng mới, vừa phải là có những cái hàng thâu lại khách hàng. Đấy, nên là công việc rất là nhiều. Nên là anh em có gì mà cần mua bán thì có thể gọi trực tiếp đơn vị em, thì gọi qua 3 số điện thoại online đây. Thì hai số bên trên thì là số ở khu vực miền Bắc, còn số ở bên dưới là khu vực miền Nam bác nhá, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì hẹn bác trong buổi chiều tối hôm nay thì em có buổi livestream, bác sẽ tri ân đến toàn thể anh em. Quay livestream trực tiếp với các model loa đẩy súp tại cửa hàng Hiếu Minh Đô để phục vụ bác những ngày cuối tuần không nhá. Đầu tiên này, có một em đẩy ngon bổ rẻ đây cho anh em này. Lẻ mã đấy, hôm qua quay các bác nhá. Đúng lẻ mã thật, lẻ mã là bán hòa gốc ngay. Đầu tiên các bác là con đẩy DB đến từ thương hiệu của Đức. DB Auto, các bác đừng nhầm BD nhá. Các bác đừng nhầm sang cái mẫu DB của cái hàng OEM sản xuất tại Việt Nam nhá. Hàng OEM về Việt Nam cái dòng nghe thương hiệu DB Autic nó khác, còn đây là BD khác nhá, dòng này dòng thương hiệu Đức các nhá. Anh em dòng này thì mua rất là đắt tiền này. BAM 3.0. Con này với công suất cho ra 500W một kênh các nhá. Hàng chưa dậy sinh gì cả. Em để mộc đây. Con này thì rất đẹp, mặt ngoài nó cái vỏ nó rất là hay. Nhớ anh. Để bụi bặm em kệ thôi. Đã vệ sinh đâu. Mặt ngoài nó lớp một cái lớp sơn biết miêu tả làm sao nhỉ. Cái lớp sơn em từ đầu em cứ tưởng là lớp giấy dán nhưng hóa ra là lớp sơn bạn, lớp sơn nó kiểu sần sần cái gì. Nhưng nó rất đẹp, nói chung là rất đẹp. Quan trọng là giá nó quá đẹp rồi, mà hàng bao zin bao xịn 500W kênh, anh em về đánh một cặp 40 đơn hoặc là hai cặp đơn 50, hai cặp đơn 25 thôi bác nhá. Đấy, hoặc là một cặp 30 hoặc một cặp 40 đơn. Có thể chạy tổng cộng là 16 sò. Cùng 46 này, 24 này. 16 đèn bác nhá. Chưa tính bù áp bên cạnh đây. 16 sò. Tụ sử dụng là 4 tụ mà tụ chỉ số rất là cao, rồi sự mạch class nên chỉ số tụ rất là cao, là chỉ số tụ này là 120V. Các nhá, 120V và 4700 microfarad. Hàng chưa vệ sinh thì nốt, quan trọng là kết này. Các bác mua hàng nhá. Em Minh tuy là bán thanh lý nhưng em sẽ dọn cho anh em. Dọn cho anh em lau chùi sạch sẽ cho các bác về cứ đấy dùng thôi. Vì hàng số lượng về nhiều em chưa quay, chưa dọn thôi. Nghe cái vết này, bẩn biết này, em chưa lau chùi gì cả. Thì em sẽ dọn cho các bác, giá 1.9 nhá. Phút mốt lên đường các bác nhanh tay nhá. 500W có 1.9 thôi. Bình thường anh em mua 500W toàn 3 triệu, nhưng chỉ có giá này. Em bán lấy vốn về, hàng bao zin bao xịn về em bung lắm xem thoải mái. Hàng bên em bán thì nói rõ ràng thì trạng thái rồi. Ok, nhấc ra đi. Đứng cho luôn ra từ sau luôn. Đấy. Tiếp theo nhá. Tiếp theo nữa là con âm ly này. Âm ly của Hàn Quốc nhập khẩu nhá, là 506. Giá các bác mua con này nó 10 triệu. Anh em mua bây giờ luôn, 10 triệu, đẹp như mới luôn. Đẹp như mới, nhưng mà con này thì trước anh chủ đang chơi cho em, gửi cho em này đẹp như mới luôn nhá. Con âm ly Jaguar PA 506NL. Con này tất cả hiện trạng như mới. Đấy, nó rõ luôn tình trạng luôn này. Con này Nhật Hoàng nhập khẩu nhá. Xoay đi. Nhưng nó đang bị lỗi nhỏ này em chưa chả đụng chạm gì về, anh em thợ về vệ sinh hoặc là
về xem xét lại. Cái này nó là chỉ là lỗi nhỏ li ti thôi, bán giá bèo lắm rồi. Nó cũng lỗi là lỗi nhỏ thì em phải bán 3,5 triệu, 4 triệu đấy ạ. Đây nhá, các bạn nhìn này. Con này là 506 của Nhật Hoàng thì nó sẽ có cái hình ở đây, chữ A này. Hàng nhập khẩu Nhật Hoàng nhá. Đấy. Made in Korea. Đấy nhá. Con Jaguar 506 hàng Nhật Hoàng này. Bung nắp ra. Đây này, hàng là em, con này là hôm qua là thợ nhà em bóc tem nhá. Nhà bóc em mình để nguyên tem nhưng em bóc tem ra. Tại giờ em muốn kiểm chứng em phải xem cả ruột nữa xem phải đúng hàng Korea không, thì sau khi mình mới kiểm tra đúng hàng Korea luôn, cả vẫn bọc tem. Hàng này hàng em bao zin bao xịn, chưa đụng chạm gì cả, về anh em xem thoải mái mà. Chỉ có là kênh 2 và kênh 3 hơi nhỏ, nghĩa là nó đang lỗi cái tín hiệu ra ấy, xử lý của cái vấn đề loa ấy, nó hơi nhỏ này em nghĩ là do cái chân rắc rất thôi, nhà chân rắc thôi, anh em về xử lý cho em nhé. Còn cái dòng này nó bụi bặm thế này, về khi anh em về vệ, cái con này em bán giá này em không vệ sinh đâu, nói rõ luôn, vì hàng em bán bao zin bao xịn rồi, bên trong nó bụi bặm thôi. Về anh em chịu khó mở cái ốc ở dưới cái gầm này ra, nhấc cái thanh này ra, đánh sạch nó đi, hòa ít nước xà phòng, khỏi xà phòng Omo đâu, hòa ít nước rửa bát đấy, rửa bát thôi nhá, đánh sạch đi, phơi nắng, trời tiết mùa hè nắng to 40 độ vỡ đầu, bỏ nắng phơi khoảng 2 tiếng đồng hồ khô ráo, nắp vào hoạt động bình thường ngay. Nhưng vì em bán cái giá này ấy, em có vệ sinh em cũng có tí công, nhưng mà vì bờ nhà em thiếu gì hàng bán đâu nên em không có thời gian để vệ sinh, đấy là nguyên nhân mà để vệ sinh. Em định vệ sinh thì em cộng thêm vài trăm nghìn tiền công đấy, nhưng mà em không có thời gian, em mình không có thời gian vệ sinh nhá. Về các bác chịu khó, các bác lưu ý nhá, các bác vệ sinh chỉ được vỉ sinh cái vôi vỉ, các cái vỉ này, vỉ trước vỉ sau, tất cả vỉ nhưng nguồn là không đổ nước vào đâu nhá. Không lại lấy nó teo đổ nguồn, cái nguồn thì mình chỉ có lau chùi sạch sẽ đây này, vệ sinh thôi các nhá. Hàng Korea đấy, nhập khẩu Hàn Quốc các nhá, đấy, hàng của Nhật Hoàng nhập khẩu đấy. Về anh em vệ sinh tụ nó ra đẹp rồi, chỉ bỏ vệ sinh cái là ok ngay các nhá. Là chạy con sò gì đấy, nghiêng cho anh nào. Nhìn xa chả nhìn rõ. Nói chung hàng nhập khẩu của Nhật Hoàng Korea, giá tốt cho anh em chơi, giá có bao nhiêu, 2,5 triệu thôi. Kênh 2, kênh 3 nó đang hơi nhỏ tí, về các bác tháo, chịu khó tháo ra, tháo cái vỉ ra, tháo vỉ rút cái rắc, toàn bằng rắc hết mà, toàn rút này. Đây. Dễ lắm, toàn bằng rắc hết, kết nối bằng rắc hết, xong mình hòa cái nước rửa bát đấy, loãng ấy, xong lấy cái bàn chải quét đấy, phơi nắng khô cái xong hết lỗi luôn, vì cái này chỉ bẩn nó kẹt kia các thứ thôi mà. Ok, hòa đi. Tiếp theo nữa là con đẩy, con này thì nhà em có 2 con, nhà tổng lô này về có 2 con anh em nhá. Con đẩy Eric trong tình trạng đẹp đấy bác nhá, em quay mộc thế thôi. À, con này đẹp nhưng mà cũng em cũng chả vệ sinh được nhiều, chỉ vệ sinh hết bụi và lau chùi sẽ đặt xuống. Con này thì không để, con này nó nếu mà là các vết sức này là mình không thể sơn được vì là nó mồ ghi đấy. Có 2 con nhá, 2 con như nhau, có 1.000W một kênh, giá 3,4 triệu nhá anh em. Cái nguồn con này to thì kinh khủng rồi, và nhìn nguồn to như lồi cơm điện đấy, 8 tụ nhá, 1.000W một kênh. Ngoài đời 2015. Đấy, 2015. Sò của nó sợi sò LJVK tiếng rất là hay, chạy có nhá, sò LJVK chạy cộng độ là 2 này, 4 này, 6 này, 8 9 6 9 4 36, 36 đèn. Bao nhìn cái quả nguồn em kết nhất cái nguồn này thôi. Các con trước em bán những con 700W đấy, HL7 của DMX thôi. Đã 3,1 triệu, 3,2 triệu bác check hôm nay em anh em lộc lá cho anh em con này. 3,4 triệu, 1.000W nhá. Con này anh em thì review nhiều rồi, toàn bán 5 triệu. Em nhấc lên tiền. Thì em này, con này chưa vệ sinh, em bán cho anh em này. HA 2002, con đẩy đến từ thiệu của Đức, Erex có nhá. Erex này, đấy bụi bặm này, bụi bặm chưa vệ sinh nhá. Cái chiếc áp này cũng chưa vệ sinh nốt này, sẽ rút được không? Rút được. Thế thì tí các bác mua con này là em sẽ tháo vỉ ra, em sẽ tháo cái vỉ trước em vệ sinh cho, đánh sạch sẽ cho anh em, nghĩa là đẩy em vệ sinh cho anh em, nói rõ luôn, bán thì con nào vệ sinh em nói rõ, nhưng con đẩy là nhà em nên em vệ sinh cho, nhấc xuống
3,4 triệu thôi. Anh em về đánh xúc đơn 50 này, đánh full thì hai cặp full bạn thoải mái đúng nhá. 3,4 triệu rồi. Xoay hậu sau xem nào. Kéo vừa đường xưa. Nghiêng lên. Con này có ở chế độ đánh này. Parallel sitte bác nhá. Và chế độ rút ra đầu vào lừng linh nhá. Các bác nhá. Đấy. Để addict. Có hai em nhá. Con này có hai con các bác nhá. Em mình có hai con ở cái chồng đẩy addict hôm qua em quay của em nói rõ em có hai con. Ok. Như vậy. 3,4 triệu nhá, 1.000 W, giá quá bèo. Bán nhanh, vừa vốn. Tiếp theo đi. Nhanh lên, không kịp thời gian đi. Đấy, em xem gọn vào đi, chiều bắt em ơi. Đây, đỡ anh để cho nhanh. Tiếp theo nữa, một con đẩy với công suất cho ra 900 W một cây. 900 W một cây, hàng bao zin bao xịn nhá. Bao zin bao xịn. Con này thì nó có hai đồng hồ rất đẹp luôn. Bác này. Con này thiết kế có hai đồng hồ nữa, rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn mà nhá. Con này em thấy thiết kế rất đẹp này. Và cái này nó bị xô cái ấy á. Thì tháo ra chỉnh lại. Xô cái tè vì cái ni lông trong. Đúng không ạ? Cái này thì em chỉnh lại cho bác được. Bị xô, hàng bãi này xuyên xô. Tháo cái vỉ ra nhấc ẩn nó lên được. Có nhá. Con này với công suất cho ra là 900 W một kênh có nhá. Hàng rất đẹp luôn, nhìn con này rất là khỏe khoắn. Giá có 2,9 triệu thôi các bác ơi. Giá 2,9 triệu nhá, con này chạy tổng cộng này 3, 6, 7 28 đèn, chưa bù áp 2, 4, 6, 7 14, 28. Đấy. Chạy tổng cộng 8 tụ bác nhá. 8 tụ. Đây, phần bù áp nó trên này. Trên này sử dụng con bù áp bằng xó sắt này. Bù áp xó sắt này. Với cả vỉ bù áp nó này. 2, 4, 6, 8 này. Nếu mà chỉnh chuẩn nó sò nó này, 2, 4, 6, 8 này. 32 sò nhá. Bạn nhìn vào số lượng chở, 32 sò. 32 sò. Bù áp bên cạnh này. Sò sắt. Nguồn to chà bá luôn. Con này bán sale cho anh em với mức giá 2,900 đồng luôn nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. 2,900 đồng. Ship con này hết tầm khoảng 150 thôi nhá. Tụ hàng bao zin bao xịn, từ con ốc luôn, từ con tụ luôn nhá. Zin đẹp luôn. Con này đẹp xuất sắc rồi. Con này thì em trước em vệ sinh rồi, đẹp xuất sắc luôn. Con này vệ sinh trước từ trước rồi. Đậy nắp vào cho nào. Đẹp long lanh luôn nhá. Có 2,9 triệu thôi. Rồi. Okay. Tiếp theo. Tiếp theo con đẩy JBL-X6. JBL-X6 nhá. Con JBL-X6 này thì hàng siêu lướt bác ạ. Hàng siêu lướt. Đẹp như mới. Để lộc thôi. Hộp ở đâu? Đấy, lấy anh hộp ấy. Con này em thầu với anh hàng. Con này bán cho chủ nhưng mà anh chủ là tiếng JBL thì đẳng cấp rồi. Đây này. Gửi ra cho em này. Gửi ra cho em thì ghi hết ghi hết trên nóc thùng. Đấy. Người gửi đây, anh Thắng này. Người nhận đây, Hiếu Minh này. Đấy. Gửi xe này. Gửi xe cho em ở Nghệ An gửi ra này. Nghe bác chủ bác dán bé bét này, bán đến lộc cho anh em con nhé. Con đẩy JBL của Heckman. Heckman sản xuất nhé. Con này thì em bán bình thường là giá 5,5 triệu, 5,8 triệu. Thì một con hàng lướt này có anh chủ mua. Vì là coi như bán hàng lướt luôn, nhưng mà hàng lướt thì hộp dán xấu rồi. Thì anh chủ anh dán lên xấu rồi. Thôi lại bán 3,5 triệu cho anh em. Giá siêu tốt luôn các bác ơi. Một con hàng lướt này. Bản thân em bán bình thường là giá tốt hơn đơn vị khác bao nhiêu tiền rồi. Mời bác mua cái con hàng lướt này giá êm hơn được thêm đôi triệu nữa. Tuyệt vời. Nhấc lên JBL-X6 6,5 W một cây. Đánh tốt 2 cặp bát 25 nhá. Quay tiếng mạch class H, tiếng rất là hay. Con này thì không nói đến zin với không zin nữa rồi. Vì là cái con này nó hàng lướt mà. Nó như mới rồi các bác ơi. Đấy, cho bác lộc lá cho anh em con. Các bác chơi này nhá, khỏi nghĩ thì đừng
khỏi nghĩ lăn tăn, đỡ khỏi chơi những cái con đẩy ô em làm gì. JBL đẳng cấp rồi, JBL với cờ đao đẳng cấp rồi, xe đẳng cấp rồi các nhá. Có 3,5 triệu con rồi. JBL X6, ok. Tiếp theo thì mình có một con đẩy. Con đẩy này là hàng demo đơn vị Hiếu Minh Auto. Con đẩy demo anh nhá. Con đẩy demo hàng siêu lướt. Siêu lướt còn cả hộp, hộp em nói đâu Dũng ơi. Đây đây. Hàng siêu lướt. Đấy. Hàng demo bên em nhá. Con đẩy DB Agotic máy hiệu H4120 với công suất cho ra là 1200W một kênh thì tốt. Một cặp 40 coi 75 76 kênh, hoặc một cặp 30 một kênh, một quả sút đơn 50 một kênh, hoặc một quả sút đơn 40 một kênh các bác nhá. Nhắc lên vì nó là hàng đếm, hàng lướt là để mua nên nó nguyên tem các bạn. Đây em tiêm nó đây. Nguyên tem luôn nhá, nguyên tem. Cái hàng demo nhà em ở nguyên tem nhá, còn chưa kích hoạt luôn. Hàng demo bên em nó test có tí dính tí bụi ấy thôi, nhẹ nhàng. Có tí tí ấy thôi. Cái màn nó thì hơi bị ám tí đấy. Hàng demo nhưng màn nó hơi bị ám đấy. Đấy nhá. Màn nó hơi bị ám đi. Ám mà. Ám kiểu bụi 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 ám ấy các bác nhá. Bụi thế này bẩn bẩn ám bẩn. Thế mình bán cho anh em này, bán xuống. Đang bán mới con này đang là 12,5 triệu. Hàng nguyên tem, hàng lướt này. Hàng demo nó hơi bị ám màn với cả của nó hơi bẩn bẩn tí thôi. Bụi một tí thôi. Bụi quấn vào tí thôi. Giá 9,5 triệu nhá. Rẻ hơn được 3 triệu rồi. Đấy, các bác mua hàng lướt này em vẫn mình vẫn bảo hành 2 năm cho anh em nhá. Thảo quên xin lỗi, bảo hành 1 năm thôi, xin lỗi ạ. Bảo hành 1 năm bác nhá. Tại vì hàng em demo mà. Bảo hành 1 năm thôi. 9,5 triệu các nhá. 9,5 triệu. Bảo hành 1 năm chính hãng, nguyên đai, nguyên tem. Ok. Tiếp theo nó có một con hàng lướt của khách hàng. Rất nhiều bác hỏi em con này. Con này anh chủ anh dùng rồi, không còn hộp đâu nhá. Có nhá, không còn hộp nhưng bác chủ bác dùng như mới luôn. Anh chủ anh cũng chả kích hoạt gì đâu. Đấy. Chưa kích hoạt gì đâu nhá. Hàng lướt anh trình ra dùng anh đủ được dùng được có 7-8 tháng. Các bác dùng 7 thời gian 7 tháng tháng hay là 5 hơn 5 thì giá trị nhập lại nó như nhau các bác nhá. Như lên 7 tháng tháng này. Con đẩy DB Agutix. DB Agutix mã hiệu DB 4.10, rất nhiều bác săn con này. Hôm trước có một con lấy lộc thì hết hàng rồi, hôm nay lại thâu một con nữa này. Đó nhá. Để chỗ này bác chủ bác đè vào đâu xước màn tí này bác này. Bị xước màn nhá. Nghe anh chủ gửi cho em bị xước màn này nhá, để nó rõ luôn này. Nghe xước nó xước cái mica ở ngoài thôi nhá, để nó rõ này. Mặt mũi đẹp như mới. Đó nhá. Mặt mũi đẹp như mới này. Nghe anh chủ này dùng rất giữ có mỗi cái mica, chắc là bác chở đến cửa hàng nó bị xước cái mica này thôi. Đấy. Giá 7,5 triệu nhá. Con này bán mới đang bán mình 10,5 triệu, 11 triệu. Em bán 7,5 triệu này, thâu anh chủ hàng siêu lướt nhá. Dùng được 7-8 tháng rồi trước kích hoạt này. Đó nhá, vẫn bảo hành 1 năm nhá. Anh em nhé, con này bảo hành thêm anh em 1 năm nhé. Hàng nguyên tem luôn. Đúng nhá, nguyên tem, tất cả nguyên tem luôn nhé. Bảo hành 1 năm cho các bác này. Ok. Hôm nay thì có mấy con DB ngon ghê các bạn. Tiếp theo. Một con quần hộp này. Hàng lướt anh chủ mua đây, mua nhà em. Bác thông cảm, mua hàng mới thì các bác dùng được 4-5 tháng hay 5-6 tháng. Với hơn 5 thì giá trị thâu như nhau nhá. Nhiều khi các bác mua vài tháng bảo tại sao nó hao vậy. Báo cáo anh em là mua hàng 4-5 tháng với 1 năm cái độ hao sẽ như nhau. Các bác dùng 1 năm thì vẫn thâu thế, mà các bác dùng 4-5 tháng vẫn thâu thế. Nó rõ luôn các bác chơi. Nó khác với hàng bãi thì nó chênh lệch thì nó đỡ hơn. Còn nó hao ít hơn. Hao rất ít vì em bán giá rất rẻ, hao rất ít nhưng hàng mới nó khác. Chứ bây giờ cũng như con đẩy này đang bán là 8,5 triệu, đúng không ạ? 8,5 triệu em bán rẻ cho anh em là 8 triệu thì em nhập vào nó phải tầm, nó phải hao đi tầm hơn 2 triệu thì mới bán được chứ, đúng không ạ? Chứ không chuyện là các bác dùng 2-3 tháng bảo trừ 500 1 triệu cũng thôi, không làm được đâu. Thì nó là hàng mới nó khác các bạn. Bản thân các bác mua con đẩy bãi thì em so với con đẩy mới là các bác rẻ được tầm 6-70% nhá, có lý nhá. Vũ con đẩy bãi Eric nhà em nhá. Em bán có hơn 2 triệu các bác mua mới bao nhiêu? Nó phải 9-10 triệu. Rẻ đến 70-80% đấy các bạn.
mời các chỗ khác toàn bán hơn 3 triệu đấy. Kia bác mua chỗ khác thôi, nó rẻ, nó đắt gấp rưỡi nhà em rồi đấy. Bác mua chỗ khác nó đắt gấp rưỡi nhà em rồi mà em bán rẻ chỗ khác là 1 triệu, bác còn để bãi ạ. Đấy đấy, nên là khi em thâu lại em bán ra nó hợp lý cho anh em, mà bản thân nó mua con hàng để mới này em bán cho bác rất hợp lý, nên em thâu lại là phải thâu lại các hàng để mới. Con để 3 kênh nó phải hao hơn 2 triệu là bình thường, 3 triệu là bình thường cũng nhá. Thì trước mắt đó các bác đây, con hàng con đẩy hàng bác chủ bác cũng chơi được anh con này thì bác chủ cũng chơi được 6-7 tháng rồi. Anh đổi lên bác có cái đổi lên con gì không, bác đổi lên con đẩy H4120 nhà em, nhưng em bán con đẩy H4120 nhà em bán rất hợp lý, em bán tri ân cho anh em luôn, nghe đổi hợp lý mà bán ra cũng hợp lý, nên là em đấy, nên là các bác yên tâm chơi nhá. Con đẩy trước mắt các bác con đẩy 3 kênh, hôm sáng em chat bác là con hỏi đẩy 3 kênh mà em quên mất, là em có con đẩy 3 kênh thâu lại. Thì các bác có xem kênh các bác ủng liên hệ em nhanh nhá. Trước mắt qua con đẩy DB Altic bay hiệu D2610, con này bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Có lý mua những cái con hàng nước này, vụ con nào lâu rồi thì em bảo hành em 6 tháng, con hàng lướt này em bảo hành em thêm 1 năm, ok chưa? Đấy, còn cả hộp nhá, con này chủ dùng rất là dữ này, chủ dùng dữ lắm các bạn, chủ dùng dữ lắm, hộp vẫn như mới luôn, chủ còn chưa kích hoạt nhá. Em bán này cho anh em 5.7 triệu này, đang bán mới con này 8.5 triệu nhá, là rẻ hơn gần 3 triệu, tuyệt vời quá các bác ơi. Con này thì đánh ở nhà đánh 2 full 40 một sút thì tuyệt vời, khỏi phải nghĩ. Nhấc lên cho anh, nghiêng này đấy, nguyên tem nhá. Đây là các bác khỏi lăn tăn là Hiếu Minh là bán cái con này bóc tem sợ này, lo sửa chữa không phải đâu, nhiều người đã dùng, các bác cái đam mê mà, nhiều khách hàng chơi ở đây rất đam mê, vì bác thì có tuổi rồi, nhiều khi là các bác nó thẳng luôn là khi có tuổi có tiền cũng chả để làm gì cả. Bây giờ mình ăn cũng ăn được nhiều đâu, ăn uống được nhiều đâu, chỉ có mỗi tiết kiệm tiền cho những gửi ngân hàng để làm gì, đúng không ạ? Nên là có mỗi cái đam mê thú vui là các bác chơi âm thanh, thì nhiều khi có những bác gọi là đam mê, bác trải nghiệm, nên là anh Minh có cái chương trình đổi các này, thế trải nghiệm bác thì sau bác đổi lên cái gì, bác đánh tận 2 1 cặp sub 50 một cặp full, nên là bác mới đổi sang con đẩy 4 kênh nhà em. Mời bác mua con đẩy 2 4 2 không, bác có đánh được thêm tận 2 cặp full 1 cặp sub thoải mái đấy. Nhiều khi là lúc đầu mua là nhiều khi lúc đầu tài chính tầm đó, nhưng sau là vụ nhà mình đã trúng được quả gì đó, xong rồi cộng với là tiền dư, cộng với mình có bổ sung thêm bộ dàn, thì đấy em đổi các cho bác chủ, thì đây con này thì bán cho anh em hàng lướt nhá, 5.7 triệu con đẩy 3 kênh tuyệt vời rồi, cho vào cho hộp đi, bảo hành 1 năm, thêm 1 năm nhá các bác nhá. Tiếp theo em quay toàn đẩy trước thôi, tiếp theo con này thì cũng không có hộp đâu, nhưng hàng lướt chủ dùng rất dữ các bạn. Con này thì em đang bán mới là 6.500.000 đồng. Thì có con hàng lướt này, lướt này nguyên tem nhá, cũng bảo hành anh em thêm 1 năm nhá, vì nó toàn hôm nay toàn hàng lướt thôi. Mỗi tội con này chủ cầm đến là không có hộp, nhưng con này chủ dùng lướt lắm, nó bám tí bụi đây, dùng đẹp lắm các bạn. Con đẩy này 1.100 mét một kênh, em bán bằng con như bán bằng con đẩy bãi luôn các bạn. Con này mà class tiếng rất hay, đánh được 1 cặp 40 thêm 1 cặp 30 này, hoặc là 2 cặp bát 30 này, 1 cặp sub đơn 50 này, hoặc là 1 cặp sub đơn 40 nhá. PSTD 1100, hàng chính hãng nhập khẩu nhá các bác nhá, khỏi nghĩ ngợi này, bảo hành thêm 1 năm cho anh em này, nguyên tem này, vì đây cái chỗ này nó có cái điểm ốc này, phải mở ốc đây này, trên mặt này nó có con ốc này đấy, hàng nguyên tem luôn nhá, giá 3.7 triệu, 3.700.000 đồng, ok. Rồi tiếp theo là con vàng đi, tiếp theo con vàng số này thì báo cáo bác này, con vàng số này nhá, của anh trưởng vàng, vàng số mở nắp ra, mở chưa? Chặt đấy. Con vàng số này thì hiện tại hôm trước gửi về đủ lút mà không sao, gửi sao nhé, em bị rơi mất cái lút, nhưng vẫn ấn bình thường thôi nhá, đây, cái lút này vẫn ấn bình thường, nhưng kiểu nó mất cái thẩm mỹ bên ngoài thôi. Con vàng số nhá, con vàng này của Vinh 77, Vinh 77 nhá. Con vang này chính là con vang DB thôi nhá. Con vang này vang của DB, nó vì nó có tem DB này. Nghĩa là cái con vang này vang demo của DB, xong bên đơn vị Vinh 77 nó chắc còn nhập về. Đấy, nhưng mà em và vì là bên mua bên Vinh, con vang này vang DB demo, nên là em vẫn bóc ra em xem để xem chip trước xử lý thế nào, vì nó không có tên gì cả. Nhưng thực ra là con này chính là con
mở khi mở ra thì em mới phát hiện ra con này con chính là con vang DB 520 các bác nhá. Đấy. Chính là con DB S520 đấy. Sử dụng chip analog divide và sử dụng chip lõi kép các nhá. Sử dụng hai chip song song này. Và cái thứ hai nữa là con này vang số, con này cho âm rất là mượt mà và ngọt ngào. Quan trọng em thầu giá tốt quá các bạn. Đấy. Hàng bao zin nhá. Con này về các anh em mở ruột thêm thoải mái. Tại vì hàng em bao zin mà, các bạn nhìn nó biết rồi. Mà mua bên Vinh 77 đấy. Vì nó tại sao em phải mở ra? Tại vì là báo cáo bác này nó không có cái tên gì cả. Nó không có cái tên vì là hàng này hàng kiểu hàng về test để trải nghiệm ấy. Nhưng con này vì sử dụng chip trong rất là mạnh. Đấy, thứ hai bác nhìn bên trong bác biết rồi. Đấy, nhìn bên trong. Bán rẻ bèo như con vang cơ vậy. Hàng bao gì bao xịn. Ok nhá. Đằng sau thì có 2, 4, 6 tín hiệu ra, tín hiệu vào, cổng quang này. Rồi cổng một trục này, cốt trần này, cộng với tín hiệu vào bằng in 1, in 2, cộng với cái tín hiệu ra nó ở hai tính ra nó có được 8 đường ra với hai cổng rec. Nghe hai cổng này tín hiệu hoa sen ra này. Tổng cộng tính là 6 đường ra ca lông và 2 đường ra bằng hoa sen các nhá. Nó có cổng digital này, cổng là cổng kết nối cần cáp bác nhá. Cáp nó kiểu cáp bằng máy tính cổ trước ấy. Đấy. Đây anh ấy lắp lên. Thì báo cáo bác thì khi sử dụng con này nhá, này em đã ghi rõ tính năng sử dụng trên này. Bấm menu này rồi bấm enter để mở khóa nhá. Đấy các nhá. Lưu ý cho em. Con này thì các bác mua em sẽ mông cho vì chưa chủ dùng là sức sang nhẹ này. Các bác mua để em mông cho nghe em xịt ít sơn cái bay cái đẹp long lanh ngay các nhá. Nói chung hàng cũng bao zin, bao xịn, bao đẹp. Chỉ có là nó bị tụt mấy cái nút đây thôi. Và nó chịu mốt thôi. Còn số là cơ rồi. Tiếp theo em mình sell cho anh em một con vang hàng mới tinh đập hộp nhá. Thì đối model này thì em chỉ còn có khoảng 3-4 chiếc nhưng em lại bán lấy lộc cho anh em. Các bác chơi thời điểm hè này, các bác chơi để dễ dàng phối ghép, hôm nay nhiều đẩy thế. Thì bác thấy nhà em đợt này về nhiều loa thế, hôm nay thì em chưa quay loa thanh lý. Ngày mai ngày kia em quay loa thanh lý nhưng đa số loa bị lỗi. Nghĩa là ngày mai kia em thì mình quay loa thanh lý là em sẽ quay loa đa số loa bị lỗi. Nhà loa nhà em các lô về nó bị sửa côn ấy. Rồi hàng nó bị xấu ấy, em bán rẻ cho anh em. Thì ngày mai kia em quay nhá. Còn các bác chơi mấy lô loa hôm nay về toàn loa chất đấy. Giá cũng rẻ. Giá quá rẻ các bạn. Hôm nay các bác mua những con hàng như vang, mic, rồi đẩy thanh lý ngày hôm nay các bác ghép vào bộ loa nhà em thì tuyệt vời khỏi nghĩ ngợi rồi. Các bác ạ. Thì hôm nay em sell cho anh em 4 con vang PS máy hiệu KX9 đều vang cơ lai số các nhá. Cơ lai số hàng mới tinh đập hộp bảo hành 2 năm. Hãng PS thì bảo hành rất là dài vì hàng nó rất là chất lượng các bạn. Con này rất dễ tinh chỉnh tiếng, nó tuyệt vời, mượt mà. Cái này thì khỏi review gì, em bán quá nhiều rồi. Quan trọng bán bình thường là mức giá 2.9 triệu. Thì em hôm nay sell bác con vang mới 2.1 triệu. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Đây đi cùng điều khiển và dây nguồn đầy đủ nhá các bác nhá. Con này sử dụng đầy đủ thì tình trạng của nó là revert, bấu tút, cổng quang, eco, bấu tút đầy đủ các nhá. Quay anh về sau nè. Vang số chỉnh cơ tuyệt vời luôn, đầy tính năng, tiếng rất là hay, mượt mà. Giá sale trong ngày hôm nay cho bác chơi. Rồi, ok rồi. Quay anh cũng lên. Tiếp theo nữa em mình sale cho bác một con lưng tiếng. Như thì lưng tiếng nào thiết bị không thể thiếu những bộ dàn gia đình, sự kiện, phòng hát là không thể thiếu được các bác nhá. Vì nó sẽ đảm nhiệm vai trò gì, những bác nào đam mê nhạc, nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc không lời, nhạc guitar. Nhạc guitar thì trên những con vang số thì nó sẽ không thể đáp ứng cho bác được cái giải nhạc cơ động. Tại sao em nói từ giải nhạc cơ động? Nghĩa là khi các bác cài một con vang thì nhạc bác chỉ cố định thế thôi. Nhưng cái thể loại nhạc cũng có những bài nó phải tăng bass tăng thép lên thì bác có thể dự đấu con vang cỡ con lưng đằng trước này để giải quyết vấn đề gì ạ? Giải quyết vấn đề đó là bác tăng được giải bass, giải chung, giải chép riêng biệt cho tiếng nhạc nó hay hơn, tí tách hơn, bốc hơn, tiếng rất là hay. Đâu nhá. Thì đây là con vang con lưng tiếng chính hãng của PS máy hiệu V900 Plus. Thì con lưng tiếng này cho chất âm rất là hay, hiện tại đang lưng tiếng đầu bảng đang bán mới với mức giá là 2 triệu đồng. Các bác tham khảo rất nhiều kênh có biết. Thì nay em Hiếu Minh còn có 5 chiếc em sell cho bác mức giá là 1.200.000 đồng các bác nhá. 1.200.000 đồng. Ok.
có Bluetooth luôn nhá, Bluetooth này. Con này thì em quảng cáo quá nhiều, thị trường bán nhiều rồi, quan trọng về mức giá thôi. Bluetooth cổng quang đầy đủ các nhá. Rồi tiếp theo nữa là con XTR 2.0, con này của khách hàng mới nhá, của khách hàng gọi là bọn em cứ gọi là hàng lướt này. Con này phiên bản Bluetooth nhá, phiên bản Bluetooth nó rất là cao đấy bác ạ. XTR 2.0 Bluetooth nhá, hôm trước có rất nhiều bác hỏi em, thì hôm nay em theo một con Bluetooth này. Đây, hàng nguyên tem đấy, em chả mừng bờ. Bản Bluetooth nhá, giá bèo cho bác này. XTR thì vẫn phù hợp cho những bác nào ở vùng sâu vùng xa, vùng vang, thợ setup vang trên sử dụng trên những con âm ly mà nó không có tính năng chống hú, hay những con vang đời cổ không có tính năng chống hú, hoặc các bác dù kẻ dùng vang số và vang cơ của chống hú nhưng mà nó không đáp ứng được nhu cầu của bác, những bộ dàn lớn mà anh em đi show sự kiện ở khu vực xa xôi cũng thợ setup ấy, thì ông chơi này tuyệt vời này, 450.000 đồng. Ở đây nó sẽ đi kèm có dây nguồn thôi bác nhá, 450.000 đồng. XTR 2.0 Blood, ok. Tiếp theo em xèo bác nhá, xèo bác này, xèo bác số lượng em hóa ra em còn tồn hai con này nữa, em bán là giá bao ship nhá. Con Adni P15 Pro này giá em bao ship nhá. Con Adni chính hãng các bác ạ, hôm trước rất nhiều bác hỏi em tưởng hết hàng rồi, hàng về nhiều quá mà mình nhiều khi cái mã mà nó nhập không kiểm soát các bác, gọi là nhập hàng không kiểm soát. Lần trước nhập lô này về 100 con, ngày gọi nhập không kiểm soát nhiều mã cứ gối lên nhau, nhập không kiểm soát thì nay em bán rẻ thu hồi, trước em bán là 1.7 triệu, thì nay em bán thu hồi vốn về các bác ơi. Sản phẩm chính hãng nhá, con này thì nó lọc thì tuyệt vời luôn, báo cáo bác thì con này đã sản phẩm chính hãng rồi, con này phân khúc cao cấp nhất. Tại sao nói từ phân khúc cao cấp nhất ạ? Báo cáo bác này, đây này có nhìn thấy không gì không ạ? 1.2 triệu bao ship mà nó có dây nguồn phụ ấy, cao lý nhá, nhanh tay nhá. Mỗi tội con này là có màu trắng thôi, không màu đen đâu. Đấy, hôm trước bác hỏi em rất nhiều mà em tưởng hết, bán hàng không nhớ hết được, bây giờ nhiều hàng quá. Đấy, bác nhìn. Có dây nguồn phụ này. Đấy. Con này có 10 ổ cắm, tất cả chân đậy bằng đồng, hàng chính hãng bác biết rồi. Sản phẩm Ably hàng chính hãng bác biết rồi, hàng nhập khẩu. Đấy, bảo hành 2 năm nhá. Ăn đi thì họ bảo hành tận 2 năm các bạn. Dùng tẹt ga. Chịu tất cả các loại thể loại đẩy to nhất trên thị trường cắm vào đây. Ato nó mát, nó rất là xịn sò, rất là chi tiết này. Em bán có 1.2 triệu thôi, em bao ship vì nó hết lại còn có 4 5 con. Hàng nguyên tem hết bác nhá. Này. Hàng nguyên tem hết nhá. Đấy, còn nghĩ ngợi. Hàng nguyên tem. 1.2 triệu bao ship cho anh em nhá. Có dây nguồn phụ. Dây nguồn anh em đi sự kiện tất bật ra ngoài tiện lợi. 1.2 triệu, ok. Còn có 2-3 con thôi anh em nhanh tay. Tiếp theo là một con cốt này. Hôm trước rất nhiều bác, vừa hôm qua thôi. Bán hàng có nhớ làm sao được, bây giờ đầu em nó có thể là như kiểu máy tính đâu. Con đáng nghe con này em mới bán mới thì các bác không thể biết được đâu. Em ở lau chùi sạch sẽ, em bán mới, em bán lên khoảng 8-900 các bác không biết được đâu. Đêm thâu của con vì em lau chùi các bác, em ơi có một con demo, em chỉ bảo con demo nhà em các bác không để biết được, em thẳng luôn con này đúng không ạ. Nhưng đây có một con lọc cho anh em này như mới nhá, mỗi vợ người ta gửi ra cho em này là người ta dán này thôi, em mà bóc em lấy ra 5-30 em tẩy đi là hết, nhưng bây giờ mình bán rẻ rồi thì cứ để nguyên này thôi, người dán ra cho em này thôi như mới, không một hạt bụi nhá. Anh chủ chắc anh không dùng đến, lọc cho anh em một con này, hàng nguyên tem này, như mới nhá, hàng này sản xuất tại cho thị trường EU này, như là hàng xuất Âu nhá. Model gì nhỉ? Model code nhá, code 223 XNL. Thì vừa hôm qua em chat Facebook hoặc là anh em xem kênh, mời cái bác hôm qua bác ấy vì em không nhớ hết để link nào. Anh em mời thằng xem kênh, các bác xem lại một chốt đơn nhá. Giá 600k các bác nhá, 600k bác nhanh tay. Các mua mới con này đang 1.3-1.4 triệu đấy, giá rẻ hơn nửa, mới hàng như mới. Ok, tiếp theo là con lưng tiếng. Con này khách hàng dùng rồi, hàng lướt các bạn, chủ dùng rồi, giá 1.250 triệu thì giá nó cho anh. Như ở đây có một con thôi, hàng lướt bác ơi, bảo hành 1 năm cho anh em nhé.
1.250.000 đồng. Nó chỉ bán bị bụi ở lút này, không lút này. 1.250.000 đồng nhé. Con này mua mới đang bán 2.300.000. Nước tiếng DB DAC5S nhé. Hàng dùng rồi, hàng lướt cho anh em chơi. 1.250.000 đồng. Đấy các bạn nhé. Bảo hành 1 năm các bạn nhé. Chưa kích hoạt lốt các bạn. Anh em có nhu cầu nhanh tay nhé. Hàng bụi bặm này thì em vệ sinh cho anh em. Nó hơi bụi tí thôi. 1.250.000 đồng sản phẩm chính hãng của DB Autix. Con lưng tiếng này hiện tại là lưng tiếng đầu bảng hay nhất trong các phân khúc lưng, nhà lưng trong phân khúc lưng. Như là hiện tại trên thị trường của âm thanh có bao nhiêu con lưng tiếng của các hãng thì không ăn được con này. Đấy gọi là lưng tiếng trong lưng tiếng là hay nhất trong phân khúc lưng. Rồi, ok, có Bluetooth cùng quang đầy đủ các nhá. Cái bản đời gần. Đời 2022 đầu 2023. Tiếp theo nữa là một chiếc vang PS. Báo cáo về vang VS thì có rất nhiều model. Nhưng em rất tâm đắc đến mua model này. Thứ nhất nó tầm tiền, nó đầy đủ tính năng, revert, bluetooth, cổng quang đầy đủ. Nghĩa là tầm tiền và đầy đủ tính năng. Đó là phân tích và em rất là kết. Khi bác mua sản phẩm nào đó nó phải có độ đẹp. Và con này thì nó đẹp ở đẹp cái gì ạ? Nó có một hệ thống đèn nháy đằng trước, nghe 100% các cái cần EQ. Và hệ thống nghe ở đây là đường mic, đường EQ, đường bass, đường trung, đường chép, đường mid. Đây là của phần mic, đường trung, đường bass, đường chép, đường reverb, đường delay, echo đều có hệ thống đèn nháy hết các nhá. Nó rất đẹp. Và cái thứ hai nữa là nó tinh chỉnh rất dễ dàng. Có echo, reverb, bluetooth, cổng quang đầy đủ phía sau đâu ạ. Con này đặc điểm nó cả USB các nhá. Công tắc chống hú này. Và có điều khiển nữa. Đang bán mới con này 2.500.000, 2.500.000 đồng. Các bác mua đâu những con vang này thị trường bán toàn 2.500.000 thôi, 2.000.000. Và hôm nay mình bán cho anh em xem con vang chính hãng. Em chỉ còn 3 con, em bán 1.700.000 nhá. Bảo hành 2 năm trời. Bảo hành 2 năm thôi nhá. Ok chưa ạ? Chính hãng nguyên đai nguyên tem đây. Được chưa? Nguyên đai nguyên tem nhá. Tức là lúc nó nguyên này. Nguyên đai nguyên tem này. Cổng quang này. Bluetooth, dâu Bluetooth ở đâu? Đây đây. Đi theo sách có dâu Bluetooth dài này. Rồi là cái gì nhỉ? Cái gì? Tôi viết chỉnh. Ok. Con này tiếng hay lắm các bạn. 7.500 thôi. Nó ghép vào bộ dàn tuyệt vời. Các chơi những con vàng này đối với lỗi thời này. Vì nó đầy đủ tính năng, mở đời nó cao. Không lo bị lỗi thời. Ok. Tiếp theo nữa là một con quản lý nguồn mới tinh đập hộp các bác ơi. Mới tinh đập hộp nhá, mở nắp ra. Đây em mở nắp sẵn thôi, còn các mua là hàng mới tinh đập hộp nhá. Hàng mới tinh là cái hàng nó còn chưa bóc cả này này. Chưa bóc cả này này. Đấy, em bán cho bác là nguyên siêu, chưa bóc cái đó nhá. Giá em bán này 1.200.000 đồng. 1.200.000 các bác được cái gì ạ? Một con quản lý nguồn chính hãng của MB S700 có sử dụng cục lọc. Thị trường không có cái con lọc quản lý nguồn nào mà 1.200.000 có lọc nguồn cả. Không nhá. Hiện tại thị trường không có một con quản lý nguồn nào giá 1.200.000 có cái lọc nguồn như em đang quay cho bác đây, không có luôn. Vì em nhập về hàng ngàn con em bán rẻ thôi, cục lọc Mexico ấy nhá. Cục lọc nhập khẩu tại sản xuất tại Mexico. Với dòng quản lý nguồn này thì sản xuất tại China nhưng nó sử dụng cục lọc nhập khẩu sản xuất tại Mexico. Một con quản lý nguồn chất thì gồm những cái gì ạ? Các nhìn đây. Tất cả dây kè nó bọc hết này, chằm nhìn nó rất là khôn. Nó rất là khôn các nhá. Rất là xịn sò, rất là khôn. Đấy. Và em bán cho bác em sell bác em 1.200.000 đồng. Em hỗ trợ các bác gần, hỗ trợ bao ship các bác gần nhá. Cực kỳ xịn sò luôn. Con này thì có 10 cổng. Tất cả chân lẫy bằng nhíp đồng 100% nhá. Nhíp nó rất là dày. Và có lý tất cả các loại đẩy cắm vào con đẩy của con này chịu được tất luôn nhá. Tất cả loại đẩy, một con mình muốn chất bao nhiêu vào linh kiện nó này. Nếu mà cùng là review này, anh em bảo nó chất hơn cái gì ạ? Các bác cứ bỏ, các bác cứ xem nhiều vào. Đấy. Em bán tại sao kênh em đang các bác cảm bán bán cảm ở nhà 8-9 năm qua đến ngày hôm nay thì đấy. Hơn 100.000 lượt đăng ký. Nhưng không phải bán âm thanh hơn 100.000 nó quá nhiều nếu mà làm vlog ấy. Nếu mà đi làm lâu năm như em hay thông tin như em thì em phải hàng triệu lượt sắp rồi. Nhưng đây là làm bán hàng. Mình bán hàng mà hơn 100.000 lượt sắp là không phải kênh nào đạt như thế đâu các nhá. Mở sắp đây là sắp thật, bán ở đây bán 7-8 năm luôn nhá. Chứ phải nhiều kênh bờ mới, người ta mới nổi toàn cái kênh là mua xong người ta bán được vài tuần.
cái kênh mua, người ta mua kênh, người ta bán cho bác. Còn đây này, đó là cái chữ tím mà hơn 100.000 bác khách hàng ủng hộ em trong thời gian qua. Đấy. Em bán đây bán lấy may mắn thôi, nhưng bán này không phải bán lỗ, bán này bán cộng có 50-70 một con thôi. Đấy. 1.200.000 đồng các nhá. Ở gần em hỗ trợ bao ship ở xa thì hỗ trợ em tầm 50, nếu ở xa như miền trong ấy hỗ trợ em chứng minh tầm 50 thì ship con này tầm 60-70 rồi. Đấy. Đấy. Phím sụp phím mềm màn hình nét lớn nhá. Automatic. Các bác nhanh tay nhá, cơ hội duy nhất trong ngày hôm nay đấy, giá sale mùa hè đấy các bác ơi. Đấy. 10 cổng. Rất là xịn sò, nó cao cấp lắm. Đây em mở cho bác cái con rẻ hơn, bác nhìn nó cao cấp hơn hẳn luôn. Cái con này cao cấp hơn hẳn nha bác nhìn này. Nó làm tất cả cái dây của nó ke siết chặt hết này bác nhìn. Còn các bác muốn rẻ hơn gì? Ok, có rẻ hơn. Để ra đi. Có rẻ hơn, có em rẻ hơn ngay. Có em rẻ hơn này. Thì em còn hai con hộp nó hơi lát nhá. Để chồng với nhau nhiều hộp nó hơi lát nhá. Còn hai con có rẻ hơn đây. Giá 1 triệu đồng. Có rẻ hơn ngay. Đây bác nhìn này. Bác nhìn được không này? Các dây dợ này. Ôi, con trở nhìn nó dại hơn đấy bác, nó không sắc nét bằng đâu. Các bác trên trường anh em đang bán cái con quản lý nguồn là lết này. Em nói luôn này, cái linh kiện nó không bằng con này đâu. Thế em quay sát hơn bác, hôm nay có hai con so sánh luôn nhá. Nhưng em bán rẻ em có gì phải ngại, đúng không ạ? Bác nhìn từ cái automat này, nhìn nó không sắc nét như con kia đâu. Cục nguồn này không sắc nét bằng đâu ạ. Nhíp này, phíp này, không sắc nét đâu ạ. Này, dây nối này. Như họ sản xuất, như ở đây họ đang trong quá trình nghiên cứu làm chưa được đồng bộ này. Các cái rắc này. Những cái rắc của em kia tất cả rắc là bo hết này, nhìn này. Tuột cả rắc à? Thì cắm lại cả. Tuột rắc à? May tự ưng mở ra, không mở ra tuột rắc làm sao có lên điên được đúng không? Tuột rắc à? Nhà bo chân của nó này, nó không chắc chắn đâu nhá. Đấy, nhưng em bán rẻ, không có gì phải ngại, như cái con này trên trường không ai bán rẻ bằng em bằng con này cả. Cái con này em bán 1 triệu các bác tham khảo thị trường, anh em toàn giá 1.4-1.5 triệu. Nghĩa là cái con mời anh em thị trường bán hơn 1 triệu thì nó nhìn nó không thể là khôn. Cái linh kiện nó không thể chất bằng cái con MBS700 hay S900 bên em đang bán cho bác được. Vì sao những cái con MBS700, S900 bên em đang bán thị trường chỗ khác bán toàn hơn 2 triệu thôi, nó không có cái giá hơn 1 triệu như em bán đâu. Này, các mối hàn này. Mở lại em anh con kia thôi. Mở luôn. Thì em bán rẻ chả có gì ngại. Nhưng đây này các bác này, các bác cứ bảo là rẻ, thích rẻ có rẻ nhá. Em bán rẻ hơn cả chỗ khác luôn. Chỗ khác bán con này 1.3-1.4 triệu nhá. Em bán 1 triệu này. Còn các bác này, hàng chất nó khác hẳn một trời khác bọt lắm. Các bác chỉ có là người ta quay qua này, bác nhìn có nhìn thấy đâu. Có nhìn được người ta review kỹ đâu mà nhìn thấy. Đây này. Dũng đâu để sát hai con cho anh. Đây, giữa cái con nó rẻ đây, AMA rẻ cho các bác đây. Các bác nhìn chưa? Đây em quay cho bác này. Có nhìn thấy được cái gì chưa? Các chân này nhìn chưa? Các chân này hàn thô sơ này, em sợ nó rất tuột này. Các nhìn chưa? Đấy, nhìn chưa? Nhìn trông rất là thủ công luôn, thấy chưa? Đây quay sang cái con chất này. Quay sang chất này. Nó ngấu thiếc bác nhìn chưa? Nhỡ làm nó thẳng tắp vào đây này. Cái chân nó thẳng tắp vào đây xong nó đổ nó ngấu thiếc bác nhìn chưa? Bác nhìn tất cả những con quản lý nguồn xịn như em đấy, tất cả con quản lý xuộn như nó quay này bác nhỉ, ngấu thiếc này. Đấy bác nhìn chưa? Đấy, bác thích rẻ, có rẻ. Con này em đã bán rẻ, em đã bảo là cái con này em lời của bác được có 5-60 thôi. Các bác mua cái con này thị trường không có 1.7-1.8 triệu chặt đầu em luôn nhá. Con này không có mua được 1.7-1.8 triệu chặt đầu luôn. Chỗ bán rẻ còn có chỗ khác hơn 2 triệu. Em bán 1.2 triệu em lời bác được 50 thôi, 50 triệu em nói rõ rồi. Chứ các bác nhìn này, người ta cũng giống như em quay, em gọi em gian. Em quay hời hợt này, các bác biết nhìn có nhìn được kỹ đâu. Đây em gian em quay này, có nhìn kỹ đâu, em đã nói rồi. Nó khác bọt hẳn nhá, này. Cái mối hàn này bác nhìn không? Cái mối hàn này. Đây cái mối hàn của cụ đây. Gần tuột rồi này. Nhưng em bán rẻ, em không phải ngại nhá. Còn cái chân này nó không bắt thẳng đâu, bác nhìn kỹ này, em zoom này. Chân đi lỗi. Em sợ em bán cho bác một thời gian bác, hay có những bác em vận chuyển em sợ bung này. Đây, có rẻ. Đây rẻ hơn 200.000 thôi. Con này là em nhập lại nhé. Em nói thẳng luôn con này nhập lại. Con này em tại sao em bán được rẻ? Em nhập trực tiếp. MB nhập khẩu. Con này hàng loại 1 thôi, em nhập lại. Trên trường anh em bán con này rất nhiều, nhưng báo cáo bác khi bác mở ra xem như em nó quay không. Tất cả các quản lý nguồn mà em đang quay trên trường đang bán mấy con quản lý Lex P12 Pro. Nó y xỉ con này. Vì em nhập lại mà nó như nhau cùng một mẹ để ra thôi làm này. Cái dây này.
Đây các bác thích rẻ đấy, có rẻ. Đây nhìn cái con trở đây. Nhìn trở đây anh em quay sang đây này, nhìn sắc nét chưa? Nó khác bọt hẳn, em đã bảo rồi. Các bác mua con nào đơn vị nào bán cái con mà y xì như em đang quay này, mời được 1,2 triệu như em ấy chặt đầu luôn nha. Không có đâu. Đây là đang chúng qua em quý mến các bác, em quay thôi. Cáp của em này. Cáp nhìn này. Cáp sang đây này, dại chưa? Đây dây nó bo này, đây dây bo đây. Đây này. Cái nghiêng cái hả, nhìn này, dây em bo này. Hàng em bán bác nhá. Quản lý nguồn nhá, em bán cho bác nhá. Không phải cọc cạch gì cả. Hàng giao tận nơi. Mở lắp ra xem như em quảng cáo không. Nhận hàng thanh toán coi nhá. Đấy, coi nhá. Đây nhìn bác nhìn này. Bo này. Nó khác chưa? Linh kiện sắc nét lắm ạ. Đây nhìn sang đây ạ. Bác nhìn chưa? Nó có sắc nét bằng đâu? Không sắc nét đâu ạ. Cái quận cảm này cũng dễ dạng này các nhỉ. Đấy, thích rẻ có rẻ nhá. Triệu đây. Bán lốt. Em bán mã này em không dám bán nữa. Nhưng em cũng không phải ngại gì cả, em bán cho bác rồi, em không ngại vì em bán rẻ rồi, có gì phải ngại. Quan trọng là em bán, em phục vụ các bác anh em này, là so với đơn vị khác em bán rẻ, chỉ đơn giản đấy thôi, còn chất lượng nó trong tầm rẻ. Đây, có rẻ, đây cũng rẻ, nhưng em nói rồi, cái này em bán là bán lấy may, bán lấy vui thôi. Nhập về 1,000 con đấy, quay trực tiếp, các bác biết rồi, ok chưa? Đấy, còn bác mở ra, bác xem các đơn vị khác họ bán, thì con y xì như em quay từng cái linh kiện như em này, không mời được bán được như em 1,2 triệu chặt đầu luôn nhá. Em tặng các bác luôn, kỷ niệm bác luôn. Ok chưa? Xong. Đấy. Đây tiếp theo cả báo cáo bác này. Bán tiếp tục theo bác là 3 con vang. 3 con vang này nhá, là ba con vang hàng mới nhá. Số lượng gần hết rồi. Bán xeo lấy may cho bác clip này thôi. Vì em hôm nay clip này em vẫn muốn bán may cho bác để các bác đấy thời điểm Tết à, thời điểm hè này. Sau clip này em sẽ làm liên tục vài clip combo rẻ tầm chục hơn chục toàn hàng xịn cho bác anh em chơi. Thì trước mắt các bác đây là con vang cơ cao cấp tích hợp rivet bớt tút cổng quang đầy đủ, con vang PS SV20 giá 1,4 triệu đồng. Đã bác mua con này trên trường đang bán 1,8 triệu. Em bán xeo bác 1,4 triệu, chỉ đơn giản thế thôi. Rivet bớt tút cổng quang đầy đủ nhá. Quay tiếng rất hay luôn, 1,4 triệu thôi. Các bác mua 1,4 triệu trên trường không có nào có đi vượt đâu. Toàn là vụ anh em nói là nói lổ thôi. Tiếng nó không như con này đâu. Chỉ có Echo thôi. Còn đây chỉ có con này em bán đến may cho bác thôi. Nói thật em nhập con này 1,350 triệu rồi. Em bán anh em 1,4 triệu, chỉ đơn giản thế thôi. Đấy, đấy. Chỉ nhanh vô vuông. Bảo hành 2 năm nhá, bán đến may cho bác thôi. Đấy các bác có nhu cầu này ghép dàn thì mua này tuyệt vời luôn này. Các bác một con này em ra bán ra thị trường hàng ngàn con rồi. Các bác chơi có biết rồi. Chỉ có này hôm nay bán giá tốt cho các bác thôi. 1,2 triệu, 1,4 triệu đồng. PSV10 hàng mới tinh đập hộp nhá. Có 5 con cho các bác. Ok, ok. Tiếp theo ạ, là một chiếc vang. Tiếp theo một chiếc vang nhá. Tiếp theo một chiếc vang này. DBL Tích Mệnh KM30 Pro. Thì báo cáo biết thì con vang này vang cơ chính hãng, hàng siêu lướt, anh chủ mới dùng được có được 1 tuần. Hơn tuần. Em thâu lại tất cả hộp hiếc, tất cả đầy đủ hết phụ kiện nhá. Đây, đây túi bóng còn chưa bóc. Đây, nhíp đây. Đầy đủ vì mùa muộn được chưa, em quay nhanh. Con này hàng siêu lướt bảo hành 18 tháng quá nhá. Bảo hành 18 tháng. Giá 2,2 triệu đồng. Đấy. Các bác chủ mới dùng được 1 tuần, 2 tuần. Đập hộp nhá. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên tem. Đấy. Giá 2,2 triệu nhá. Và tiếp theo nữa. Là một chiếc micro hàng chủ dùng rồi. Con micro này hàng chủ dùng rồi, hàng lướt này, là bụi trên thôi. Con micro chuyên cho ai bảo sự kiện. Con này bán mới đang bán là 6,5 triệu nhá. Đây nguyên siêu bác về tự bóc nhá, em lại dán về này. Hàng đẹp như mới, nghĩa là đẹp như mới thôi. Đây là cái bụi thôi, bụi em chưa lau, bụi thì sẽ bám một tí bụi. Giá 2,6 triệu, rách KM800. Đang bán mới là 6,5 triệu. Em bán có 2,6 triệu thôi. Sách còn 18 mua hàng lướt này rẻ được hơn nửa tiền. Tay tiếc đẹp như mới luôn nha bác nhá. Tất cả như mới luôn anh em nhá. Mỗi tội là hộp không và anh chủ anh bỏ hộp rồi. Rồi nên để hộp vào đây, hộp cái hộp của Mic DB 450 5 mã. Còn các bác chơi con này bác biết rồi. Thị trường bán rất nhiều. Còn em review đeo mic cao cấp, mic công nghệ bóng đen. Con này sử dụng công nghệ bóng đen. Bên DB đang bán con này đang bán là
6.8 triệu. Bên Rex 18 này thì đang bán là 6.5 triệu, nó rẻ hơn 300. Bên JD, con và mic JD này thì đang bán mấy cái hãng này đều là hãng OEM thì nó giống nhau thôi. Bên JD thì đang bán là 6 triệu. Đấy thì em đang bán thâu lại con hàng lướt 2.6 triệu, chỉ đơn giản thôi. Các bác nhá, bảo hành 1 năm nhá. Con này bảo hành anh em thêm 1 năm nhá. Ok. Và cuối cùng là đôi loa OHM hàng bãi xịn nhá. Bát 30. Con này bác chơi đôi này tuyệt vời này. Đẹp lắm, con này chủ dùng còn đẹp lắm, nhắc anh ba từ ra. Nhưng tại sao lại bán được rẻ thế? Thì báo cáo với con này thì trông đẹp hết nhá. Đâu con nào chưa nào giật màng. Cho nằm ra. Con này hàng bao bao zin bao xịn hết nhá. Nói rõ bác này. Hàng cái minh bao zin bao xịn nhá. Nhưng màng nó hơi bị dập nhẹ tí này. Hơi thôi. Anh em nhá, một ít này thôi. Nhá, mỗi tí này thôi. Bao zin bao xịn, con này bị dập không? Ok, đẹp hết. Bao zin bao xịn bao đẹp. Nói rõ nhá. Chỉ hơi bị dập màng tí thôi. Ok chưa? Hơi mỗi tí lại chạy từ đây này. Bình thường có những con nặng nó chạy hết vòng đây, đây. Có mất ba này thôi. Hàng bao zin bao xịn bao đẹp nhá. Mở con này phễu gang, tiếng con này rất là hay. Hàng bãi xịn bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Bao zin bao xịn bao đẹp. Cái này phễu gang nhá này. Họng kèm titan đấy, bọn em gọi họng kèm titan đấy. Nhá, phân tần rất gấu. Các bác mua đôi này đẹp lắm, 6 triệu. Em hỏi các bác mua 6 triệu thì bác dùng 5 năm nữa còn bao nhiêu? Các bác đăng lên hội nhóm 6 triệu lại vẫn mua như bình thường, vẫn là 6 triệu. Như là mua 6 triệu 5 năm sau vẫn 6 triệu. Trừ khi các bác chơi cháy thì em chịu. Chơi cháy thì hao mất triệu. Còn không chơi cháy thì vẫn 6 triệu. Để thâu khách thôi. Đây. Đấy nhá. Mà mỗi dập điểm này là em chỉ kể tay à. Đấy, dập này. Ok nhá. Đẹp hết các bác nhá. 6 triệu đồng cho kết thúc chủ đề hôm nay. Hẹn bác ngày mai kia hàng loạt các loa em sẽ quay cho anh em. Bác có nhu cầu liên hệ em nhá. Và xin lái chào các bác nhá.